Trong những năm qua, huyện Sa Thầy có nhiều chương trình cơ chế chính sách nhằm thu hút, phát triển du lịch, trong đó việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng đang được huyện triển khai thực hiện. Xác định du lịch là khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy quan tâm quy hoạch và đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, thương mại dịch vụ, khai thác phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của huyện về phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh. Năm 2024, huyện phấn đấu xây dựng được 1 đến 2 sản phẩm du lịch đặc trưng, tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh triển khai đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Con Tum giai đoạn 2020-2025, tăng cường các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường tại thôn làng. Đồng thời triển khai hiệu quả các đề án phát triển du lịch của tỉnh trên địa bàn qua đó góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân từ việc phát triển du lịch và thương mại dịch vụ thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển